Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. MV Augusta Turismo Veloce 800 Lusso SS lộ diện hoàn toàn mới mẻ. MV Augusta vốn đã nổi tiếng với những cái chiếc xe có hình hầm hố, với thiết kế được xem như một cái viễn tưởng trong tương lai. Mới đây, hãng xe này vừa giới thiệu một mẫu xe mang kiểu dáng Sport Tourer với thiết kế là hoàn toàn mới. Đặc biệt hơn, sẽ được trang bị một hệ thống liên hợp thông minh SS. MV Augusta Turismo Veloce 800 Lusso SS là cái mẫu Sport Tourer được dẫn dắt bởi cái động cơ mạnh mẽ 3 xăng 798cc, có thể đáp ứng tất cả loại địa hình như đường phố, rừng núi với cung gầm cao và thoáng. Kiểu dáng thiết kế độc côn với cụm đèn pha đường, điểm nhấn với hai cái ốc gió bên dưới màu đỏ. Và để thêm cái tiện lợi cho người lái, với một thiết bị điện tử điều khiển bán tự động, và có nói sử dụng được trong cả hai chế độ Automatic và Manual. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h có thể đạt được hiện thực trong khoảng thời gian là 3,15 giây. Các cụm đồng hồ hiển thị LCD đầy đủ các chức năng. Tay lái cao và dài, hai bên được trang bị ốp bảo vệ tay lái. Đuôi sau của xe có thêm hai thùng trang bị để chứa đồ cũng rất là tiện lợi cho những chuyến đi dài ngày, và phân phối trọng lượng của xe cũng tốt hơn. Cái chiếc Turismo Veloce 800 LC là một cái lợi thách thức trực tiếp với Tiger 800 2008 của Chery và mô hình Ducati Multistrada 950. Hệ thống phanh phía trước được trang bị từ thương hiệu của phanh Rainbow Orbis, đi kèm với cái đường kính là 320mm. Cái đĩa sau đơn với cái đường kính là 220mm. Cả hai được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS Boss 9 Plus. MV Augusta Turismo Veloce 800 Lusso cũng sẽ đi kèm với một cái sàn xuống nhanh Twister cùng với hệ thống SS. Xe vận dụng động cơ lực 3 xăng 798cc cho ra công suất 110 mã lực tại vòng tua máy 11.000 phút. Hệ thống liên hợp thông minh về cơ bản được lựa chọn cho người lái là một cái đầu bẫy liên hợp vẫn hoạt động như một cái dòng xe con ta thông thường. Trong trường hợp còn lại, người lái có thể chuyển qua cái chế độ liên hợp hoàn toàn tự động. MV Augusta Turismo Veloce 800 Lusso SS có mức giá bán bắt đầu từ 21.400 euro, tương đương là 575 triệu đồng Việt Nam. Ra mắt sẽ gồm 3 phiên bản màu tùy chọn: đỏ, xám và ngọc trai. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.